chưa. Ê, chết rồi, nó gian vô mắt rồi. Oh my god. Chết rồi. Con trai mà bán bánh mì. Lo cho em. Lo gì? Lo về. Lô tình. Biết. Dạ. Giật mình nhỏ. Trời ơi, tôi đang thu âm mà nó giật mình làm tôi cũng giật mình theo. Oh my god. Vì em luôn có một chiếc bụng đầy để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Oh my god. Sao mà nước miếng của tôi cứ tuôn vậy trời. Hay là rưới lên luôn nhờ. Thôi rưới lên luôn đi. Rưới lên cho nó hấp dẫn. Oh my god. Trời ơi. Trộn lên. Trời ơi. Anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chả hay là bánh giò? Ăn chua nha.